Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn sẻ chia khó khăn, đồng hành cùng các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, những ngày qua, chùa Linh Sơn, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã tổ chức nấu cơm thiện nguyện phục vụ cho các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phản ánh của phóng viên Thời sự. 10 ngày nay, đều đặn 2 bữa trưa và tối, bếp ăn từ thiện tại chùa Linh Sơn, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên lại đỏ lửa để nấu cơm phục vụ cho các y bác sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ sàng lọc, phân luồng khám chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực phẩm được lựa chọn chế biến thực đơn hàng ngày đều giàu dinh dưỡng và thay đổi liên tục để giúp các y bác sĩ có sức khỏe tốt, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Toàn bộ kinh phí duy trì hoạt động nấu cơm phục vụ các y bác sĩ đều do nhà chùa phát tâm để góp sức cùng cả nước chống dịch COVID-19. Y bác sĩ và là một cái tuyến đầu của ngành y tế để gọi là cứu chữa cho những các bệnh nhân đã mắc COVID. Thì cụ thầy chùa ở chùa Linh Sơn, Thanh Nhàn cũng như là ở chùa Linh Sơn, Điện Biên là cụ đã phát tâm gọi là tiếp thêm một chút công sức vào để giúp đỡ các y bác sĩ đầu tuyến để cho các bác sĩ có thêm một sức mạnh để chữa trị cho bệnh nhân trong mùa COVID. Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19, bếp ăn chỉ duy trì từ 3 đến 4 người nấu và vận chuyển các suất cơm vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dù công việc có bận rộn, song ai cũng cảm thấy vui và ý nghĩa khi đã đóng góp công sức của mình chia sẻ khó khăn với các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Trong 10 ngày qua, 300 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng đã được trao tặng tới tận tay các y bác sĩ, thắp lên tình người trong những ngày dịch bệnh căng thẳng. Chùa nhà em không làm các cái món ăn chay mà em làm món ăn mặn bình thường để đủ cái dinh dưỡng hàng ngày cho các cán bộ trong bệnh viện có đủ chất để làm cái công việc của mình nó đảm bảo hơn. Trong cái tình hình dịch bệnh nó có phức tạp này thì chùa Linh Sơn cùng với nhóm thiện nguyện trong bếp cơm của chúng em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé vào để cùng chung tay với ngành y tế nói chung và các cái cán bộ nhân viên của trong bệnh viện nói riêng một cái sức khỏe thật tốt để phòng chống dịch tốt hơn ạ. Là khám sàng lọc, bộ phận phân luồng và nhân viên bảo vệ, những nhân lực này là làm việc 24/24 rất vất vả. Thì các được sự hỗ trợ của chùa Linh Sơn đã mang đến những bữa ăn và những nhu yếu phẩm phục vụ cho các cán bộ phục vụ tuyến đầu của bệnh viện. Thì thay mặt cho ban giám đốc bệnh viện cũng như là phòng công tác sở bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ghi nhận những tình cảm sâu sắc và những cái quan tâm đặc biệt của chùa Linh Sơn đã mang đến bữa ăn hỗ trợ cho nhân viên trong những ngày chống dịch này, những bữa ăn đầy ý nghĩa và rất ngon miệng để cán bộ công chức viên chức bệnh viện Đa khoa tỉnh Biên có thêm cái động lực để có sức khỏe để chiến đấu và chống đẩy dịch bệnh COVID-19. Trong tiết trời oi bức, công việc thường xuyên phải mặc đồ bảo hộ dày, kín mít càng khiến cho những chiến sĩ áo trắng vất vả thêm bội phần. Những suất cơm thiện nguyện của bếp ăn chùa Linh Sơn những ngày qua đã tiếp thêm sức mạnh, động viên các y bác sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.